Bảo Khánh xin kính chào quý khách. Hôm nay Bảo Khánh sẽ kể cho quý khách nghe một câu chuyện có mang tên Một cân bơ và sự gian dối. Ngày xa xưa, có một người nông dân thường xuyên bán bơ cho người thợ làm bánh. Một ngày, người thợ làm bánh quyết định cần lại số bơ anh ta mua để kiểm tra xem liệu người nông dân có bán chính xác khối lượng bơ anh ta yêu cầu hay không. Anh ta đã phát hiện ra khối lượng bơ không như thỏa thuận thực tế và kiện người nông dân ra tòa. Quan tòa hỏi người nông dân rằng, anh đã dùng cách gì để cân khối lượng bơ bán ra? Người nông dân trả lời rằng, thưa ngài, tôi không có dụng cụ đo lường nào chính xác cả, nhưng tôi có thứ để có thể biết được khối lượng bơ. Vậy anh đã cân bơ bằng cách nào? Thưa ngài, trước khi anh thợ làm bánh mua bơ của tôi đang mua một cân bánh mì của anh ta. Mỗi ngày khi anh bán bánh đem bánh mì tới, tôi đặt nó lên bàn cân và đưa lại cho anh ta số bơ có trọng lượng đúng bằng bánh mì. Nếu ai đó gian lận thì đó chính là anh làm bánh. Bài học ở đây là bạn sẽ nhận lại những gì bạn cho đi. Sự gian dối sẽ được đáp trả bằng sự gian dối gấp nhiều lần. Đừng quên theo dõi Bảo Khánh để được lắng nghe thêm nhiều câu chuyện ý nghĩa hơn nữa.